cái sách lớp lớp mỏng mỏng gì chứ mà vừa đúc mà còn vừa giò. Rồi chết cái lớp đó lên, nhân lên, nhân nhân phụ. Ở ngoài ra còn có xôi nữa các bạn ạ, à, nhìn thấy xôi ngon không? Cái trắng trắng đây là gì em nhỉ? Bơ hả? À bơ trắng trắng trên cái hộp xôi là bơ, bơ ăn với pate. Đó bánh mì được nướng lên sẽ cách nhỏ ra. Đấy cộng thêm đây là cái gì anh nhỉ? Sốt, sốt. Đó. Đây là sốt này, sốt muối ớt hả chị? Sốt muối ớt, đây là chả bông. Đây là tôm khô. Rồi xúc xích. Trứng cút hả anh? Còn cái gì bỏ xoài vô? Có cái xoài kia là bỏ gì vô? À bánh tráng trộn nè, ô trời ngon chưa. Còn nhìn cái phết cái lớp bơ lên nhìn. Trời ơi chảy nước miếng mà, dù mình đang no lắm mình vẫn chảy nước miếng các bạn. Kinh khủng tiếp thịt nhìn đã thật chứ. Ô trời mỡ hành nữa nè. Quá trời là ngon luôn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Việt TV và chào mừng các bạn đến với chợ ẩm thực Tân Phong, một trong những thiên đường ẩm thực nằm ngay tại trung tâm thành phố Biên Hòa. Đây là một điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích ẩm thực và muốn khám phá những món ăn độc lạ. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình của ngày hôm nay nhé. Ok. Đi từ đâu đi, từ đâu cổng vào thôi thì các bạn thấy rất là nhiều các xe bán đồ ăn vặt. Đấy, rất là nhiều cái món ăn vặt, những cái món ăn ở đây. Thế thì mới có chuyện thì chợ Tân Phong được mệnh danh là thiên đường ẩm thực tại Biên Hòa. Xin quay đường chính nha. Đấy, đây các bạn thấy ngay từ đầu cổng thôi nha mọi người. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc đây này, ngay từ đầu cổng các bạn thấy những cái xe bán đồ ăn vặt. Đây là người ta gọi là pizza Việt Nam đấy mọi người. Đúng không em? Pizza Việt Nam đúng không? Đó. À, bánh tráng nướng đấy các bạn. Đó, ở đây là bánh tráng nướng có phô mai này, rồi có trứng này, trứng gà. Và ngoài ra đây còn có nhiều cái món ăn ngon khác nữa các bạn này. Rồi cái này là giống như là kim bát, kim bát. Đó, này gọi kim bát chính xác hơn nha các bạn, chứ không phải là sushi. Sushi thì ăn tươi hơn. Đây gồm có bánh tằm, lâu lắm rồi chưa ăn có bánh tằm. Và ở đây là một xe bán những cái loại trái cây muối, gồm có cóc muối, cà na muối, rồi me muối, rất là nhiều cái món ăn ngon. Cho em quay đây tí anh nha. Đây là cà na muối nha các bạn. Đó, đây là me muối này. Rồi, ở đây là gì anh? Dạ? Khoai hả? Xoài, xoài, xoài lắc. À, xoài cắt theo hình này mình không nhận ra được. Này xoài xoài lắc hay xoài nha các bạn, xoài muối. Đây là cốc muối, đây cũng cốc nữa. Đấy, mới ngay đầu cổng thôi các bạn thấy sự đa dạng và phong phú của những món ăn tại chợ Tân Phong này rồi. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Rồi bên đây cũng có một xe nữa, cũng có những cái loại bánh như vậy, bánh tráng nướng này. Cảm ơn em nhé. Rồi bánh tráng nướng, rồi các loại cốc ổi xoài muối. Rồi bây giờ tiếp tục đi vào trong phía trong chợ Tân Phong để chúng ta thấy hết những cái hình ảnh tuyệt vời về ngôi chợ mà được mệnh danh là thiên đường ẩm thực tại thành phố Biên Hòa. Nhưng mà hôm nay mình đi mình thấy hơi vắng tại vì các bạn thấy cái bầu trời đen kịt này nè. Những cái ngày hôm nay tại thành phố Biên Hòa và những cái tỉnh miền Đông Nam Bộ có những cái cơn mưa chiều rất là nặng, rất là lớn luôn đây nè. Các bạn thấy hình ảnh của trời đen kịt luôn. Nên những cái xe bán hàng, những cái cửa hàng bán hàng ở đây hạn chế rất là nhiều. Ở đây mình thấy có gà hấp mía này, ngon không? 130k một con. Ồ gà hấp mía là hấp sao cô nhỉ? Gà hấp mía là sao? Ở đây có còn không? Cô cho con coi cái, quay cái được không? Wow, trời ơi, đã chưa? 130.000 một con nha mọi người, nhìn cái da nó đã thật. Cái này là mình hấp với nước mía hay là hấp với mía không cô? Gà mía em. À gà mía hả? Gà mía là khác đúng không? À con tưởng là gà hấp mía. À này gà mía các bạn.
Gà mía là cái giống gà tên là gà mía hả cô? À, cái da nó giòn hả? Đã chưa? Chỉ có 130.000 một con nữa các bạn nhé. Ai mà có dịp tới chợ Tân Phong ghé thưởng thức cái loại gà này ngon này. Ngoài ra cô còn có những cái rau trộn ở kia, hay rau trộn ở kia cho mang về đúng không cô? Một ngày trung bình hết bán được nhiều không cô? Ngày nói chung là hơn chục con. Đấy còn có mấy cháo mang về nữa nha mọi người. Quá xuất sắc, quá đẹp luôn, quá ngon luôn. Cảm ơn cô nha. Đó, thì đây là số điện thoại nha các bạn. Ai mà có nhu cầu mua loại gà này, mình vừa quay cho các bạn xem đấy, thì liên hệ. Đó, số điện thoại mình đang quay cho các bạn xem đây. Rồi con cảm ơn cô. Rồi bên đây còn cái gì nữa nào? Đây là trà chanh tươi, trà đào. À, trà chanh, trà đào. Ở đây mình thấy có xe cá bên chiên rất là đặc sắc đây nè. Đây, cá bên chiên, các loại đồ đồ ăn vặt để cho các bé, nhiều người lớn cũng thích ăn những cái loại này nha mọi người. Cá bên chiên, nước mắm, cá bên chiên nước mắm đặc biệt. Rồi bên đây có xe bánh mì. Xe bánh mì này được mệnh danh là xe bánh mì bán mắc nhất tại thành phố Biên Hòa, bán đắt hàng nhất tại thành phố Biên Hòa này mọi người nè. Cô cho con quay đây tí được không? Bán đắt hàng nhất chứ ai nói bán mắc nhất. Nhầm nhọt sang trồng trọt. Ở ngoài ra còn có xôi nữa các bạn ạ, nhìn thấy xôi ngon không? Cái trắng trắng đây là gì em nhờ? Bơ hả? À, cái trắng trắng trên cái hộp xôi là bơ ăn với pate. Quá là xuất sắc luôn, quá ngon luôn. Để bữa khác con tới review xe bánh mì cô Hồ Phát đi. Nếu mà mấy ngày nay thời tiết mà nó không có mưa các bạn, nhìn các bạn nhìn thấy đen thùi lùi kìa. Cái xe bánh mì này bao giờ cũng có sự xếp hàng, ngày nào cũng xếp hàng để mua nha các bạn. Đây là một trong xe bánh mì mà mình thấy là rất là ngon tại thành phố Biên Hòa này luôn, chứ không riêng gì chợ Tân Phong này nữa. Lên TV Hoài cô, lên TV Hoài gì? Đó, ngoài ra xe ở đây còn bánh xôi các bạn ạ. Cho con quay cái ấy nồi xôi tí hết rồi hả? Wow. Rồi con cảm ơn cô nha. Mai mốt còn quay lại làm phiền cô dài. Rồi ngoài những cái món vừa rồi thì các bạn thấy ở đây còn có bún riêu này, canh bún, bánh đa, gỏi cuốn, hộp vịt lộn. Đấy, gọi là thiên đường ẩm thực là chỗ đó mọi người. Phở bò rất là nhiều quán. Nhưng mà hôm nay những cái gian hàng ở đây người ta dọn nghỉ sớm tại vì mấy ngày nay trời mưa nhiều quá. Các cô chú anh chị ở đây không dám bán hàng ở đây nhiều. Đấy, cơn mưa đen thổi lùi rồi đây. Ở đây có một tiệm ốc châu này. Ốc châu ở đây thì cũng rất là nổi tiếng tại thành phố Biên Hòa. Một trong những cái tiệm ốc đầu tiên tại thành phố Biên Hòa mà cũng là ở chợ Tân Phong này luôn nha các bạn nhé. Đó. Rất là nhiều các bạn trẻ đã biết tới cái thương hiệu ốc châu này. Anh chào cô nha. Vô quay cho cô một xíu nữa. Đấy. Nếu mà tới Biên Hòa mà các bạn nào sành ăn ở thành phố Biên Hòa, khi mà nhắc tới ốc châu ai cũng biết đấy các bạn. Tại vì đây là một trong những quán ốc đầu tiên luôn á, chứ không phải là đầu tiên ở thành phố Biên Hòa luôn á. Đó, chứ không phải riêng là chợ Tân Phong nữa. Đấy, thương hiệu của cô có, mình nhớ là lúc đó mình học lớp 11. 11 là hôm nay bao nhiêu, mấy chục năm rồi cô nhỉ? 22 năm rồi đấy. Đó. Sau này thì có nhiều chỗ người ta bán ốc, nhưng mà đây là một trong những cái tiệm đầu tiên đấy. Rồi cảm ơn cô nha. Hôm nay mưa quá ít người dọn hàng nha. Mấy ngày nay mưa quá mưa. Đây còn có chè, đậu xanh rồi rất là nhiều các món đây. Bún mắm, bún thái, phở, đuôi bò. Ồ quá trời là trời luôn. Rồi đặc biệt chợ Tân Phong đặc biệt nhất là vẫn là đoạn này trở về phía sau. Rất là nhiều những cái gian hàng, rất là nhiều các cửa hàng bán đồ ăn ngon ở đây nha các bạn nhé. Đấy, trà sữa ăn vặt. Wow, trời ơi, hôm nay tiếc quá, tới đây review cái bánh đó. Bánh đúc mà hết rồi. Đây, cái tiệm này bán bánh đúc rất là ngon. Bánh đúc với mấy cái món ăn vặt đây cực kỳ ngon nhé. Đó, hôm nay con tính tới đây review cô mà hết rồi. Còn lại này, còn lại là mì xào, bánh bột lọc.
Đó. Bánh giò. Bánh à, bánh giò nó bánh giò nhầm. Thấy mấy em kia em phản ứng cho mình khựng lại luôn. Ở bên kia còn bánh đúc, để mình qua mình review cái mâm bánh đúc bên đó. Rồi ok, đây là cái món bánh đúc của người Tàu nha các bạn nha. Nhưng mà Tàu không phải là bên Tiều Châu, Quảng Châu. À, đa phần những người Hoa, người Tàu, gốc Tàu đây là gọi là Tàu Nùng. Đấy, đây là một món ăn rất là đặc trưng tại chợ Tân Phong vào buổi chiều, phiên chợ chiều nha các bạn. Cho em mượn cái này tí đi. Đây là bánh đúc. Đó, bánh đúc nhưng mà phụ ở trên là có một cái lớp nhân nha các bạn. Nhân này nhân gì á chị ha? Thịt bằm, sắn, nấm mèo. À, có củ đậu, củ sắn không đúng không ạ? À, đấy. À, nhân thịt bằm có củ đậu, củ sắn, nấm mèo, hành phi. Đó, các bạn thấy cái lớp nhân ngon không? Đây, mình quay ở dưới này cho các bạn xem. À, thông thường là bên một buổi đó chỉ bán một khay này đây. Đấy, nhưng mà hôm nay mình ra hơi trễ, các bạn tới đây quay cho các bạn xem thì hơi trễ. Nên còn bằng này thôi. Thôi còn nhiêu ăn nhiêu nha. Đó, đây là à, còn đây là gì chị? À, đậu hũ Singapore hả? Cái này mình làm mà, đúng không? Nhà làm. Còn đây là bánh giò đúng không? Giò. Lấy một đĩa đi, lấy một đĩa đi. Thôi làm cho là lấy đĩa chứ đi, lấy đĩa chứ đi để em cái quay cái cả. Đó. Cái sắt lớp lớp mỏng mỏng như vậy. Vừa đúc mà còn vừa giò. Rồi chết cái lớp đó lên, nhân phụ. Rồi cho miếng nhân đi, cho miếng nhân đi. Rồi. Nước đó nước gì chị? Tương. À, nước tương còn đó là giấm à? À. Còn này là nước mắm. Cay đi, bỏ miếng ớt qua bên đi. Đó. Ok. Rồi đó hành phi à. Đây thì ở bên đây nữa này, mình là mình thích ăn cái gan hàng này đấy, nhưng bên đây thì cô cũng bán cái loại đấy nhưng mà hôm nay cô hết sớm các bạn nha. Nhưng bên cô vẫn còn cái mì xào, miến xào đó, cộng thêm mấy cái này là bột lọc đó cô nhỉ. Bột lọc. Còn cái nhân này nhân gì? Nhân là nhân thập cẩm. Nhân thập cẩm à? Hành cái này vẫn bột lọc luôn nhưng mà thập cẩm đúng không? À, tôm. À, là nhân tôm, nhân thịt, mì xào. Con này là bánh giò à? Bánh giò. Ok rồi. À, cái bánh đúc Tàu bên đây rất là ngon nha mọi người. Nhưng hôm nay cô hết sớm quá, mình qua bên kia. Đó, kêu một lĩa bánh đúc Tàu này để qua đây ngồi ăn nha mọi người nhá. Đây là món bánh đúc Tàu như các bạn, rất là nhiều nơi có những cái loại bánh đúc nhưng mà mỗi địa phương có những cái loại bánh đúc khác nhau. Giống như bánh đúc người Bắc mình á thì ăn với mắm tôm một cục như thế này nè. Đó, thông thường sáng chợ Tân Phong bán rất là nhiều bánh đúc người Bắc mình. Đó, một cục như thế này ăn với mắm tôm với tương bần. Còn bánh đúc bên Bình Dương cũng có, loại bên Bình Dương người ta có củ cải bằm ta bỏ lên đây. Ở bên chợ 4 mình đã từng quay cho các bạn xem một cái loại bánh đúc của bên Bình Dương, Di An Bình Dương bán rất là nhiều nha các bạn. Đó. Thì người ta không ăn với thịt bằm như thế này mà người ta cũng có một lớp phủ ở trên, nhưng mà người ta ăn với củ cải này, củ cải muối bằm ra với một số các loại nhân nữa. Nhưng đây là bánh đúc, gọi là bánh đúc Tàu, thông thường người dân Biên Hòa vẫn gọi là bánh đúc Tàu. Đó. Rồi xin mời các bạn nhé. Ở đây cô bên đây cô bán rất là nhiều món ngon, để tí nữa mình review cái cửa hàng cô tiếp tục. Mời mọi người. Wow, quá đã. Mời các bạn. Cái này á giống như những cái nguyên liệu vừa rồi bên chị bên kia chị mới bỏ vào, có nước tương này, giấm này, rồi rất là nhiều các loại nữa. Có loại gì nữa cô nhà cô cũng bán, có loại gì nữa nhỉ? Tương, giấm, ớt. Rồi ớt, rồi nước tương mà nước tương pha nấu á. Cũng có nước tương pha nấu đấy hả? Ừ. Mà cay quá. Xin mời các bạn. Nhiều ớt quá nhưng mà ngon. Ai có điều kiện, ai có dịp tới thành phố Biên Hòa nhớ ghé chợ Tân Phong nha các bạn nha. Thì những hình ảnh về chợ Tân Phong mình vừa quay cho các bạn xem từ đầu chợ đến cuối chợ, gọi là thiên đường ẩm thực.
Thực sự là rất là nhiều các món ăn ngon ở đây, các bạn có thể tới đây thưởng thức rất là nhiều các món ngon ở đây nha các bạn. Rất là nhiều các bạn trẻ tới đây nha các bạn. Đó, tới đây để thưởng thức những món ăn ngon tại đây. Rồi khi tới chợ Tân Phong, chợ chiều Tân Phong thì các bạn ngoài những cái món ăn ngon thì nước ở đây có một, cũng là một trong những cái đặc sản mà xuất hiện ở chợ Tân Phong, mình thấy gần như là sớm nhất ở bên Biên Hòa, đó là nước sâm nha các bạn nha. Đó, với một cái thương hiệu rất nổi tiếng tại chợ Tân Phong, đó là sâm Nam. Chú Nam lâu lắm rồi nhờ, hình như là cách đây khoảng 30-40 năm này đó có sâm Nam rồi. Khi mà nước sâm này chưa phổ biến á, đã có ông sâm Nam nấu này rồi đó. Bán này nè. Đúng rồi, bán hồi xưa đến đây mà. Giờ ông thì giờ cũng sang lại cho. Còn đấy, còn từ đầu chợ đến cuối chợ thì thực sự là có rất là nhiều những cái món ăn ngon. Mình đã quay cho các bạn xem từ đầu chợ rồi, thì tí nữa mình sẽ quay một vòng xuống cuối chợ cho các bạn xem nữa. Xin mời các bạn. Ở cái nhân này ngon cực kỳ luôn mọi người, nhân này ngon lắm. Rồi thì mình hôm nay tới đây làm thêm cái bánh giò nữa các bạn. Đó, ăn xong cái có khi được ăn kèm bánh giò. Dạ. Ăn xong đĩa bánh đúc rồi thì ăn thêm đĩa cái bánh giò. Thông thường thì những người ăn khỏe các bạn, ta vẫn thường ăn bánh giò kèm với bánh đúc. Đó. Thì bánh giò ở đây nha các bạn nhé. Có thể so với bánh giò ở ngoài Bắc thì cái bánh giò ở trong miền Nam cái hình dáng nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ mở mình lấy cái bánh giò ra cho các bạn xem coi trong nó như thế nào nhé. Để đi. Sếp không được tài tình như cô đấy. Đây là chả giò. Chả giò này á, thông thường ăn với mì xào nha mọi người. Đây, mì xào với miếng xào rất là ngon, ăn với chả giò cực kỳ ngon luôn. Đây là mình sánh cái bánh giò này cho các bạn xem trong đây là gì nha. Đây, bánh giò. Cô chan nước mắm nhiều quá. Yêu cầu cô chan nước mắm cho mình nhiều quá. Đây, còn có nhân này. Nhân ở trong đó có trứng cút, đó, hành phi lên rất là ngon luôn. Đây là cái bánh giò này, bánh giò trước khi sánh ra nó như thế này. Đó, các bạn thấy ở đây có lớp gì đây, mộc nhĩ, đúng rồi, mộc nhĩ nhân rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, ăn chung với nước mắm, mà nước mắm này mắm chua ngọt này, ăn cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Rồi xin mời mọi người, xin mời các bạn nha. Này là bánh giò nha các bạn, bánh đúc hết rồi. Này là đĩa bánh giò, xin mời các bạn. Quá ngon. Xuất sắc luôn các bạn. Đó, xin mời mọi người. Rất ngon đó. Ngoài cái nước mắm nó ngon rồi thì cái nhân nó còn ngon nữa nha các bạn. Nhân nó đa phần là thịt bằm này với mộc nhĩ, nấm mèo ấy, phải không? Với một số cái nguyên liệu khác, ăn vô cảm giác nó tan chảy trong miệng mình các bạn ạ. Ngon cực kỳ luôn. Thì là một trong những cái món đặc sản tại chợ Tân Phong, ăn kèm với bánh đúc. Bánh đúc người Tàu á, bánh đúc Tàu Nùng. Mình chạy ghẹo coi bánh đúc Tàu Nùng. Thôi xin mời các bạn. Bánh này nuốt nhanh lắm các bạn, mềm, ăn ngon cực. Với lại cái này rất phù hợp với những người lớn tuổi đó các bạn. Đó, đa phần là ông bà mà những các cụ mà răng cổ này nọ cũng bị nói chung là bị lung lay hết rồi đó, thì bánh đúc bị yếu đấy các bạn. Với bánh giò này là một trong những cái món ăn cực kỳ thú vị đối với các cụ. Xin mời mọi người. Quá ngon. Đây là sâm Nam, đó, một trong những thương hiệu rất là lâu đời tại chợ Phúc Hải, chợ Tân Phong này nha các bạn. Rồi, xin mời mọi người. Quá ngon. Xong rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ mời các bạn đi tham quan, tiếp tục tham quan chợ Tân Phong ở phía sau lưng mình này. Đó, để chúng ta khám phá chợ Tân Phong còn những món ăn gì đặc sắc nhé. Mà cũng không quên đó, mọi người khi tới chợ Tân Phong nhớ ghé gian hàng. Cô tên gì nhỉ? Tên Bảy. À, cô Bảy đó, với rất là nhiều cái món ăn ngon đặc sắc tại chính dưới chợ Tân Phong đó, bên phải đi vào nha các bạn.
Vừa rồi mình quay cho các bạn xem những cái món ăn ngon ở đây này. Đó. Mì xào này, bánh bột lọc, bánh giò và bánh đúc. Bánh đúc hết sạch từ sáng sớm, từ chiều. Từ 3-4 giờ chiều đã hết rồi nha các bạn. Rồi, giờ ăn xong rồi. Mời các bạn đi tham quan, tiếp tục tham quan chợ Tân Phong nha. Rồi thì vừa rồi các bạn đã được xem những hình ảnh về bánh đúc tàu. Xin chào. Bánh đúc của người tàu ở đây nha các bạn. Và mình có quay cho các bạn xem về cái bánh giò, một trong những cái đặc sản tại chợ Phúc Hải này. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi tham quan chợ Tân Phong. Xin lỗi mọi người, tại vì thông thường người dân ở đây vẫn gọi chợ Phúc Hải, nhưng mà tên thật sự ở đây là chợ Tân Phong nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình tiếp tục đi quay cho các bạn xem những hình ảnh còn lại tại chợ Tân Phong. Từ đây xuống dưới đó còn một hàng dài, bán rất là nhiều các đồ ăn ngon ở đây nha các bạn nhé. Bên đây mình thấy có trà sữa này, ăn vặt, nước mía. Rồi đây là những cái gian hàng về bún riêu, canh bún. Đó. Và đặc biệt là chị ở đây chỉ có cái món ăn này nè, rất là ngon luôn. Như hôm nay mình vừa ăn xong mình quá no rồi. Menu cơm cháy trà bông, bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, bánh mì nướng. Mà đây đặc sắc nhất là bánh mì nướng nha. Em thấy rất là nhiều nơi bán bánh mì nướng mà dẹp tiệm hết rồi, và tiệm anh chị còn lâu lắm rồi đấy. Nhiều lắm rồi đó, bánh mì nướng này hồi xưa nó ta rộ ra cực kỳ nhiều luôn á. Dọc từ đây lên Thủ Đức, trời ơi không biết bao nhiêu cái tiệm bánh mì nướng. Nhưng mà tồn tại còn lại là chỉ chất lọc ra những cái gian hàng ngon thôi nha các bạn. Thì thông thường là mình muốn đi quay cho các bạn xem những gian hàng người ta tồn tại khoảng chừng 10, 20 năm, 30 năm đổ lên, thì những cái gian hàng đó thật sự là những cái gian hàng ngon. Đó thì người ta mới trụ lại được. Đây bánh mì anh đang nướng này. Đây là cái món bánh mì nướng nha các bạn, chứ không giống như bánh mì chúng ta tưởng tượng nướng xong phết bơ lên đây. Đây là cách anh làm cái bánh mì nướng nè mọi người nè. Đó, bánh mì được nướng lên sẽ cách nhỏ ra. Đấy, cộng thêm đây là cái gì anh nhỉ? Sốt. Đó. Đây là sốt này, sốt muối ớt hả chị? Sốt muối ớt, đây là trà bông. Đây là tôm khô. Rồi xúc xích. Trứng cút hả anh? Còn cái gì bỏ xoài vô? Có cái xoài kia là bỏ gì vô? Bánh tráng tròn nè. Ô trời ngon chưa? Còn nhìn cái phết cái lớp bơ lên nhìn. Trời ơi chảy nước miếng mà. Dù mình đang no lắm mình vẫn chảy nước miếng các bạn. Kinh khủng tiếp thịt nhìn đã thật chứ. Ô trời mỡ hành nữa nè. Quá trời là ngon luôn. Rồi nhìn hấp dẫn quá à. Một hộp vậy bán bao nhiêu tiền anh? 15k một hộp vậy nha mọi người. Wow nhìn đã quá. Ngoài ra còn rất là nhiều cái món ăn ngon này nha các bạn. Bánh tráng cuốn nè, bánh tráng trộn này. Thì xoài này là bánh tráng trộn này. Đó. Đây là cái tiệm bánh mì muối ớt. Đấy nằm ở dưới chợ Tân Phong luôn nha các bạn nha. Đó. Chỉ có 15k một ổ như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi xuống dưới kia để giới thiệu tới một số các gian hàng ở đây cho cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây, ở đây là bán những cái món đồ nước giống như bún riêu, bánh đa, bún thịt nướng. Rồi cảm ơn anh chị nhé. Dạ rồi. Ở đây có cháo lòng, cô Hoa, cô Yến. Đây có tiệm bánh mì của bác ngon quá. Bánh mì nhà làm luôn nha các bạn. Đây có lò đàng hoàng nhé. Con quay đây tí bác nhé. Đó, các loại bánh nhà làm ngon như mẹ làm. Bánh mì nhà làm ngon như mẹ làm hả? Ồ bánh mì phô mai ngon chưa? Wow. Quá ngon nhìn hấp dẫn thiệt. Chào anh bác ạ. Đây có bánh canh nấm, hủ tiếu, mì Hoành Thánh. Đó. Thế là lý do tại sao, đây cũng chính là lý do tại sao người ta vẫn nói chợ Tân Phong là thiên đường ẩm thực tại thành phố Biên Hòa này. Với rất là nhiều các món ăn ngon tại đây. Các bạn thấy ở đây có pha lấu bò này, bánh đúc, bánh giò rồi. Rất là nhiều các món ăn ngon nữa. Ở đây cũng có một xe bánh mì. Cho em quay đây tí anh nha. Cho em quay xe bánh mì tí nhé. À, cảm ơn anh. Đây có cả pizza nha các bạn. Đó pizza. Rồi bánh bông lan. Wow nhìn cái xe đã thật thiệt. Quá hấp dẫn luôn. Đây là cái tiệm nước sâm Nam mà mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị lúc nãy nha. Đấy là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng tại chợ Biên Hòa, chợ Tân Phong này. Đó rất là lâu rồi. Cực kỳ ngon luôn. Ăn. Đây. Ngoài ra thì tới chợ Tân Phong thì các bạn còn có thưởng thức rất là nhiều các món khác. Giống như là cháo hến cô tươi này.
ở đây có một xe bán sâm bí đao hạt chia, có một cái tiệm bán rất là nhiều các món ăn ở đây nữa. Đấy thì chợ Tân Phong buổi chiều là một trong những cái hình tượng khác hẳn so với chợ Tân Phong vào buổi sáng nha các bạn. Chợ Tân Phong buổi sáng thì bán giống như những cái ngôi chợ truyền thống khác tại mọi nơi, nhưng mà chợ Tân Phong buổi chiều thì có một cái bộ dạng hoàn toàn khác so với những cái ngôi chợ thông thường. Tại vì hôm nay thì mọi người thấy trời mây đen kín mít rồi. Mình đi quay hôm nay vào ngày thứ bảy, nhưng mà thực sự là những ngày vừa rồi thì có rất là nhiều trận mưa lớn luôn. Nên hôm nay các cô chú anh chị không dám dọn hàng ra ở đây. Nếu mà một dịp khác mình tới đây quay cho các bạn coi thì thực sự đây là một trong những cái màu sắc cực kỳ phong phú tại thành phố Biên Hòa. Và cái tên của nó cũng chính là chợ Tân Phong nha các bạn. Ở đây có cô bán bánh xèo 5K. Bánh xèo 5K nhưng rất là ngon, cho con quay cô tí nhé. Cảm ơn cô. Bánh xèo này là bánh xèo ở đâu cô nhập? Phan Rang. Này nó nhỏ nhỏ như cái bánh khọt đấy nha. 5K một cái nha các bạn. Đấy, đây là cách cô làm này. 5K là bao gồm cả rau ria, củ quả này nọ vô cho đó hết rồi phải không cô? À, đây cái này là cô đang làm đây. À, ăn kèm với này có tôm và thịt nha các bạn. Đây có tôm và thịt nhé. Ăn kèm với nó thì vẫn có các loại rau giống như bình thường. Nhưng thực sự mình thấy cái bánh xèo này rất hấp dẫn, chỗ là một cái bánh là nó vừa đủ một cuốn luôn nha các bạn nha. Bỏ vô bánh tráng là mọi người quấn vô là vừa đủ luôn. Nó bé bé xinh xinh như thế này đây này đấy. Đó. Nó khoảng 10cm đó các bạn. Nhưng mà ăn nó lại rất tiện, khỏi cần phải xé ra, cứ thể vô một người. Con ăn đây cả bao nhiêu lần rồi mà cô. À, mà bánh xèo này mình thấy rất là giòn, cái bì nó giòn, u trời giòn tan luôn các bạn. Đó, cắn vô chắc thấm răng luôn. Ôi con ăn hoài gì, con quá no rồi, con mới ăn bánh đúc tàu trên kia no quá rồi. Con đang review chợ Tân Phong, để bữa khác con ngồi, con sẽ tới đây con ngồi ăn ở đây nhé. Dạ, con xin phép cô chú nha. Bữa khác con sẽ tới chợ Tân Phong con review cái bánh xèo Phan Rang ở cửa hàng cô. Ngoài ra đây rau các bạn nè, rau để ăn với bánh xèo này rất là hấp dẫn luôn. Hôm nay con thấy chợ mình là ít đó cô nhà, tại vì mấy ngày nay trời mưa người ta không dám dọn hàng ra nè. Chứ thực sự mà nếu mà tới vào ngày thứ bảy giống như ngày bình thường, trời ơi các bạn thấy một màu sắc cực kỳ thú vị tại chợ Tân Phong này luôn đấy. Chưa có chợ nào mình đi, chưa có chợ nào mà nó nhiều cái món ăn mà đa dạng và phong phú như chợ Tân Phong. Mình hy vọng là tìm được những cái địa điểm khác cũng hấp dẫn hơn để mình quay, nhưng mà chưa thấy các bạn. Rồi cảm ơn cô nhé. Dạ, bánh xèo Phan Rang 5.000 một cái. Rồi con cảm ơn cô ạ. Đó, bình thường mọi người thấy những cái gian hàng ở đây này hôm nay trống rất là nhiều, trống rất là nhiều những cái gian hàng tại vì mưa các bạn. Những ngày vừa qua thì ở chợ Tân Phong mưa thối đất thối cát luôn. Ở phường Tân Phong Biên Hòa Đồng Nai, cộng theo đó là những cái khu vực khác ở Đông Nam Bộ cũng mưa lớn lắm. Rồi ok, thì vừa rồi kênh Chợ Việt TV đã giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một trong những ngôi chợ rất đầy đủ sắc màu, rất đa dạng tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, đó chính là chợ chiều Tân Phong nha các bạn. Rồi nếu thấy video hay, các bạn vui lòng cho kênh Chợ Việt TV xin một cái subscribe, like và chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Chợ Việt TV nhé.